Rồi, em xin chào toàn thể anh em nha. Thì bữa nay em có lên cái phần thứ 73. Thì trong phần này thì đa số là mình lên là cần 3 khúc. Còn cần 2 khúc thì cũng nhiều lắm mà. Đợt vừa rồi sao lên cần 2 khúc anh em thấy anh em mua chậm quá chắc. Đợt này chưa tới mùa câu cần 2 khúc hay sao ấy. Thấy anh em câu cũng còn chậm. Còn hai khúc mới về mấy cây còn mới đẹp lắm mà tôi để từ từ lên sau. Giờ mình lên cần 3 khúc trước. Rồi. Anh em mua hàng liên hệ mình theo số điện thoại mình để trong màn hình đó. Chốt giao hàng cho nó nhanh, hoặc anh em nhắn tin qua Zalo. Cho anh em đừng bình luận ở trên YouTube này, bình luận trên YouTube này mang tính chất là bình luận vui thôi. Chứ không mà chốt hàng chốt đơn này trên bình luận YouTube này nha anh em. Rồi. Anh em đăng ký kênh á, anh em đăng ký kênh của mình đi, rồi xong rồi bấm vào cái chuông á, cái chuông bên cạnh nút đăng ký đó, để cho mỗi lần mà lên video nó báo cho anh em chốt hàng cho nhanh, để rồi chốt cho cây ưng ý, khỏi mất công nó trôi lạc đâu, người chốt trước người chốt sau. Rồi đầu tiên em xin phép em lên trước một cây là cây ba khúc của thằng Bờ Rồ Marang đây. Thì cây này nó có chiều dài là 3 mét 6 và độ cứng là 80. 36 80, hàng này hàng carbon rút. Đây. Thì cây này ngoại hình của nó cũng khá là mới nha. Màu của nó màu bạc này, nói chung là cũng sáng cần. Nên cho nó sáng láng rực rỡ. Câu của nó tối tăm quá cũng dễ bị độ móm rất là cao. Móm rụng răng luôn á. Rồi. Cây này có chiều dài là 3,6 m, độ cứng 80. Cây này nên là câu lăn xê, câu dịch vụ, câu gì. Nói chung là cây này tí. Mấy cái thằng này thì anh em câu tiện cũng dễ câu. Môn gì cũng được. Rồi. Cây này là cây số 1, có cân nặng là 464 g, ngọn của nó là 2,6 ly. Cây này có giá là 1 triệu 2. Cây này nó đi dàn khoen, ở dàn bát là bát Fuxi. Bát là bát Fuxi, khoen là khoen Fuxi đế sứ. Nó đen đen thôi, nó không có xích nha anh em. Thằng này là dàn khoen này nó không có xích. Dàn khoen này nó không có xích. Khoen mấy xứ đen thôi. Rồi, cái số 1 có giá 1,2 triệu. Cái số 2. Cái số 2 là một cây 3 khúc có chiều dài 4,2 m và độ cứng là 50. 4,2 m là cũng khá là lớn cho cái loại dòng 3 khúc này rồi nha anh em. Thì cây này nó đi dàn khoen của nó, dàn khoen của nó là rất là xịn sò nha anh em. Dàn khoen titan xít. Khoen titan xít hết toàn bộ. Cây này thì hàng của nội địa Nhật. Cây này hàng nội địa luôn nha anh em. 42, độ cứng 50. Nhìn bát, nhìn cái lóc cái khóa của nó xịn sò. Bát máy là bát máy Fuxi. Nói chung cây này nó đi dàn phụ kiện nó là dàn phụ kiện tốt hết nè. Khoen titan này là lúa không nha anh em. Rồi, cây này là cây số 2, có cân nặng là 553 g, ngọn nó là 2,8 ly. Cây này có giá 1 triệu rưỡi. Chiều dài 42, độ cứng 50. Độ cứng 50 là cho dòng câu đáy chứ không phải câu lục đâu nha anh em. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 là một cây của Daiwa Hanlock. Daiwa Hanlock. Thì bắt máy là bắt máy đời cao Daiwa. Thì cái cây này nó đi hỗ trợ là dàn khoen lá. Đấy. Khoen lá. Cây này thì nó có thông số là 3,5 m và độ cứng là 30. 3,5 m độ cứng 30, cây này thích hợp cho anh em nào câu 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 chép, câu chép hồ dịch vụ rồi đó. Thì nó hợp lý. Rồi,
Cái này là cây số 3, con nặng là 450 475 gram, ngọn 2.4 ly, cây này có giá là 1 triệu 3. Tiếp tục cây số 4. Cây số 4 là cái dạng phôi của nó rất là dày anh em. Phôi nó nặng. Thì cây này là của Ryobi. Ryobi cây 4 này 3 khúc, có chiều dài là 3,3 73. Độ cứng nó không có để, thì độ cứng của cây này là 80. 3,3 độ cứng 80, dàn khoen xích toàn bộ. Dàn khoen của nó là khoen xích hết nha anh em. Khoen xích bắt máy là bắt máy của Daiwa Ryobi nó đặt nó làm. Rồi. Cây này cái phôi của nó rất là dày. Cho nên cầm cầm mày cần nó chắc chắn lắm. Bù xít luôn, nói chung là dàn khoen này dàn khoen xít hết. Thì cây Ryobi này nó sản xuất ở Ryobi, cây này nó không có để nước sản xuất. Thằng này có thể là một là Hàn Quốc, hai là nội địa Nhật thôi, chứ không có ấy nó không. Không có lẫn lộn nước nào được. Rồi, cái này là cây số 4, có cân nặng là 500 gram, ngọn nó là 3.1 ly, cây này có giá là 1 triệu 2. Cây số 5. Cây số 5 là cây khoen lá, cây này dòng của cây này có chiều dài là 36 và độ cứng là 80, cây này của hãng là Super Senkai. Hãng Senkai này thì không biết là phải của nội địa không biết. Chứ không có để nước sản xuất, chắc có thể là nội địa Nhật thôi, tại thấy cái hãng nó là lạ. Tem vàng của Nhật đồ đầy đủ hết, dòng carbon sóng vòng. Khoen lá nha anh em. Bắt máy Fuji. Này phần tráng này chỗ này thì nó bọc cái bàn co nè. Thường là dưới chỗ này nó cũng có thông số, ở dưới chỗ không càng cầm này nó cũng có thông số nhưng mà nó bọc cái màng co che rồi. Rồi, cây này là cây số 5, có cân nặng là 397 gram, ngọn là 2.5 ly, cây này có giá là 1 triệu 4. 36 độ cứng 80. Tiếp tục cây số 6. Cây này ngoại hình nó đẹp nha. Cây 6 là cây của Olympic. Cây Olympic này thì nó có chiều dài là 36 và độ cứng là 50. 36 độ cứng. Ồ, cây này đợt bữa giờ là mấy cây rồi? Bữa giờ 4 5 cây gì đó, 4 5 cây giống y như vậy luôn. Bán hết giờ cây còn cây cuối cùng. 36 độ cứng 50. Cây này thì dàn khoen của nó là khoen xích toàn bộ. Toàn bộ khoen xích hết nha anh em. Rồi, cây này là cây số 6, cân nặng là 511 gram, ngọn 3.7 ly, cây này có giá là 1 triệu 2. Nói chung mà cái dàn 3 khúc mà dàn tầm trung mà không có cái gì đặc biệt, không có gọi là gì đặc biệt là đều là 1 triệu 2 hết. Còn ví dụ như mấy thằng đặc biệt như mang này, gọi là mình gọi năm nay nó là hàng hệ ăn tí đi. Thằng này thằng đây qua hơn lóc. Đây qua hơn lóc, dòng của nó là dòng Power Mate. Đây. Thì cây này nó có chiều dài là 3,2 m và độ cứng là 50, thằng đấy dòng Power Mate nữa. Power Mate. Thì thằng này nó sản xuất tại Taiwan nha anh em. Cái dòng này nó không có để nó sản xuất à. Nó không có để, nhưng mà mấy cái dòng này thì nó ra đây. Taiwan, Đài Loan. Đa số dòng Đài qua Hàn Quốc này là sản xuất ở Đài Loan hết. 3,2 m độ cứng 50. Cây này dàn khoen của nó là khoen xích nha anh em. Cái này bữa cây hai khúc là nó đi dàn khoen xứ xám, sao thằng này đi con khoen xích ta. Đây, toàn bộ khoen xích hết. Ba mét hai, độ cứng 50. Rồi, cây này là cây số 7, có cân nặng là 390 gram, ngọn của nó là 2.2 ly, cây này có giá là 1 triệu rưỡi.
Tiếp tục cây số 8. Anh em là chốt cây số 8 nè, ngon bổ rẻ nè. Cây này còn mới chưa sử dụng. Mà nó đều nó sản xuất tại Trung Quốc thôi. 3m3 độ cứng 50. Trung Quốc nhưng mà vẫn cái này đều là Trung Quốc xuất nhập hết nha anh em, chứ không phải là Trung Quốc ấy đâu. Đây. Rất là đẹp. Khoen thiết rồi đi đẹp. Thì chất liệu của thằng này là chất liệu của nó là phíp. Chất liệu này là phíp nha anh em. Phíp mà nó lên rất là đẹp chứ không phải xấu như mấy phíp kia, phíp mà dòng cao cấp rồi. Rồi cây này là cây số 8, có cân nặng là 437 gram, ngọn 2.9 ly, cây này có giá là 900. Cây số 9 là một cây cần bạo lực. Cây này thì anh em nào câu biển á thì chơi nó là ok. Cây này là của Ryobi, có chiều dài là 3m và độ cứng là 200. 3m độ cứng 200, đi tất cả dàn khoen cầu hết. Đi dàn khoen cầu. Độ cứng 200 là độ cứng cao lắm nha anh em. Cái chất liệu của thằng này nè là nó rất là tốt, chất liệu này nó bữa mình có bẻ một cây đang coi thử rồi, bẻ là bẻ không nổi luôn, phải đập. Vì ở trong nó có sợi sợi gọi là sợi carbon đó, nó y như sợi vải. Nó đang kiểu ở trong đó đó. Rất là dẻo, bẻ cỡ gì cũng không gãy. Nhiều khi cố tình cho nó gãy mà không gãy. Đập đập hết ra mới ấy được. Rồi. Cây này là của Ryobi, có chiều dài là 3m và độ cứng là 200. Cây này là cây số 9, có cân nặng là 730 gram, ngọn của nó là 5.3 ly, cây này có giá là 1.4 triệu. Tiếp tục cây số 10. Cây số 10 là một cây Daiwa Hanlock. Thì cây này ngoại hình thôi, cái này là do nó câu mấy ngang là nha anh em. Cái này có chiều dài là 3m3 và độ cứng là 50, dòng bơ mét. Đây qua. Trời này. Đậu bu nó bu xít nha. Rồi, cái này là cây số 10, cân nặng là 391 gram, ngọn là 2 ly, cây này có giá là 1.4 triệu. Cây số 11. Cái số 11 cây này nó thuộc hệ lua, mà lua sao khoen nhỏ ta. Cây số cây này nó cũng dạng câu cảm giác. Chiều dài của nó là 3m và độ cứng là 50. 3m độ cứng 50. Cái này của hãng Tiga. Ở trên là nó đi khoen lá. Dưới lóng hai là đi cái khoen này, khoen trong quỳ này. Độ cứng 50, 3m. Rồi cây này là cây số 11, có cân nặng là 246 gram, ngọn 2 ly, cây này có giá là 800. Cây số 12. Số 12 là cây của Ryobi. 12 là cây của Ryobi. Thì cây này nó có chiều dài là 3m và độ cứng là 120. Độ cứng cũng khá cao.
3 m, độ cứng 120. Cán này nó làm như cán con Daiwa Kenyaki này. Rồi, thằng này nó làm na ná như Kenyaki luôn nè nè. Khoen là khoen Fuji dạ quang. Đấy, thằng Kenyaki nó cũng đi cái dàn khoen dạ quang y như thế này luôn. Thằng này là kiểu nó nhái theo cái dòng con Kenyaki. Cái băng keo là băng keo dạ quang này hay lắm nha. Để anh em có cậu đêm cậu đồ để đó hay. Cái này là cái số 12, cái con nặng là 600 g, ngọn 2.8 ly, cái này có giá là 1,4 triệu. Cái số 13. Ủa, cái số 13 là cái hai khúc nha nè. Bị nhầm sao. Đây, cái hai khúc hai đọt, cây này là của Susumi. Cây này của Susumi. Độ mới cũng còn khá là ok. Thì cây này nó có chiều dài là 2,4 m và độ cứng là 80. Cái này nó có hai đọt, một đọt 80, một đọt 50 nha anh em. Hai đọt, đọt 80, đọt 50. Đẹp, ngoại hình đẹp. Hai mét tư, độ cứng 80, 50. Rồi, cây này là cây số 13, có cân nặng là 310 g, một ngọn là 1.3, một ngọn 2.1, cây này có giá là 1 triệu. Đây, cây này là kết nhất trong dàn cần hôm nay nè. Cây này là cây của Mamiya, thằng này của thằng Mỹ. Thằng Mỹ nhưng mà thằng này nó sản xuất ở Nhật. Tùy thằng, cái thằng sản xuất ở Nhật mà Made in Japan nè, cái thằng sản xuất ở Nhật, cái thằng này là sản xuất ở Mỹ. Cây là cái dài 3 m, độ cứng 100. Đấy, dàn khoen là dàn khoen xích toàn bộ. Bây giờ mình chơi rất thích cái dòng của thằng này nha, hãng của này nè, cao cấp cực kỳ. Chiều dài 3 m, cái phôi của nó cũng là phôi sợi carbon luôn nè. Cái ngoại hình của thằng này cũng còn được khá là ok, chỉ là nó bị trầy, hơi bị trầy cái phần chữ này thôi. Ngoại hình là cũng còn khá là đẹp. Rồi, cây này là cây số 14, có cân nặng là 453 g, ngọn 4.1 ly, cây này có giá 1,7 triệu. Cây này có máy nêm họ săn cái dòng này nha. Săn. Tiếp theo cũng là một cây hãng đó nữa nè, mà cây này độ cứng cao hơn nhiều. Cây này anh em nào câu câu khơi câu cá lớn đó, cá cam cá đồ đó thì nên chơi thằng này. Thì thằng này là ba khúc, độ cứng của nó là 350, cũng dòng của Mevia đó. Thằng này sản xuất cũng ở Nhật luôn, Japan luôn. Đấy, cái dàn khoen con này rất là đẳng cấp nha, khoen xích, khoen cầu xích hết. Thì dàn khoen này chưa vệ sinh thôi, anh em nào về vệ sinh ra là nó bóng đẹp thôi. Thằng này thì nó bị đóng muối thôi, bám muối thôi. Mình xích hết. Rồi. Cây này là cây số 15, có cân nặng là 649 g, ngọn 5.7 ly. Ngọn rất là lớn nha, ngọn 5.7 là 350 thực sự nhắn không xuống luôn. Rồi, độ cứng cây này có giá là 1,8 triệu. Tiếp theo, cây số ok giống cây này, hai cây một hai cây hãng nè. Cây này là cây của Suzumi. Suzumi thì cây này có chiều dài là 3 m và độ cứng là 80. Nó giống như cái thằng số 13. 3 m, độ cứng 80. Rồi, cây này là cây số 16, có cân nặng là 422 g, ngọn của nó là 2 ly. Cây này có giá là 1,2 triệu. Cây số 17, cây số 17 là cây của Olympic. Cây số 17 này đợt trước mình có lên lần rồi, mà mấy anh kia cứ hỏi miết, hỏi đi hỏi lại ngày này qua ngày kia, cứ hỏi trả giá miết, mình ghét mình không bán rồi. Thì cây này ngoại hình của nó thì phôi carbon nó xoắn rất đẹp nè, xoắn vòng hết nè, xoắn vòng xoắn gân luôn á.
nhưng mà nó điều cái ngoại hình của nó hơi bị trầy nếp sơn thôi. Bữa mình có nói là cái này anh em là có hoàn tay về là sơn lại rất là đẹp luôn này, phôi nó cực kỳ đẹp. Thì cây này nó đi dàn khoen là dàn khoen biển, dàn khoen biển có chiều dài là 3 mét. Thì cái cây này độ cứng tầm cỡ 100, 3 mét độ cứng tầm cỡ 100 của Olympic, phôi đẹp. Rồi cây này là cây số 17, có cân nặng là 572 gram, ngọn 4 ly, có giá là 1,2 triệu. Cây số 18, cây số 18 là một cây 2 khúc. Cây 2 khúc này của thằng Alpha Tiger có chiều dài là 2,7 m. Đây Alpha Tiger có chiều dài là 2,7 m. Thì cây này độ cứng là 80. Cây này độ cứng 80 tới tôi à đây. Đọt của nó là độ cứng của nó là 180 tới 120 anh em. Máy bắt đầu mát nữa rồi. 80 tới 120. Đọt 80 tới 120, chiều dài là 2,7 m, hãng của Alpha Tiger. Rồi. Cây này là cây số 18, có cân nặng là 376 gram, ngọn của nó là 2,2 ly, cây này có giá là 1 triệu. Tục cây số 19. Cây số 19 là cây của thằng Daiwa. Daiwa cán hộp nha, cán nó cán hộp. Mấy cái này nó dính keo nha anh em, vệ sinh ra. Cây này cán đồ của nó còn rất là đẹp. Cái này có chiều dài là 2,7 m. Đẹp ghê chưa? Dòng 30 m. Khoen là khoen Fuji lỗ xíu xám. Nó bị hơi bị chày phần này nè. Cái này nó chỉ bị chày hai phần này thôi. Còn bao nhiêu là ok hết. Cái này 2,7 m, độ cứng của nó là độ cứng phần này là 80. 2,7 độ cứng 80. Đọt nó đọt tháp nha anh em. Thằng này láng tới thằng đọt nó bắt đầu tháp, cái này đọt đọt này là xoắn nè. Xoắn này là đọt này là cái bồn xoắn xoắn gân luôn nè. Rồi, cây này là cây số 19, có cân nặng là 290 gram, ngọn 1,7 ly, cái này có giá là 1,4 triệu. Tiếp tục cây số 20, lại lên tới 20 hết mã. Cây 20 là cây cần mới anh em. Bubble Lock NFT. NFT. Thì cây này có chiều dài là 5,3 m và độ cứng của nó là số 5, cho nên dòng ISO khoen lớn. Cái này không phải mới nha, kiểu như là nó câu mà nó bảo quản tốt á, còn hộp còn túi vải rồi đầy đủ hết. Thì nói chung độ mới nó cũng trên 90%, nó có chập vẹt trầy mấy ông trầy một số vị trí. Năm mét ba, độ cứng số 5. Phôi của NFT đã rồi lên hai phôi, hai cái đó cuối nó là nó không nó khác phôi nha. À, cuối nó là phôi này kiểu riêng của nó luôn chứ không phải là thay thế gì nha. Thằng này ngọn số 5 nhưng mà cảm giác ngọn nó hơi yếu ta. Ngọn số 5 nhưng mà cảm giác ngọn nó thường ngọn số 5 nó cứng lắm, ở đây cũng hơi yếu yếu. Rồi cây này nó có thông số như sau. Chiều dài là 5,35 m, 6 lóng, cân nặng là 490 gram, ngọn đường kính thu gọn là 1,06 m. 5 đến 12 là cái gì ta?
Ngọn của nó là 2 ly, đường kính gốc là 27. Độ cứng từ 15 đến 25 hả? Chả hiểu, carbon đủ carbon 90%. Giá của nó là 18.5. 18 20 4 tầm cái 4 triệu. Rồi, cái này giá 1 triệu rưỡi. Rồi cái số 20 giá 1 triệu rưỡi nha anh em. Rồi anh em nào chốt cái nào thì inbox mình cái đó. Rồi ngày mai này có thể là mình sẽ lên một video máy câu. Máy câu hàng bãi thì nói chung là máy 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 cái máy cối kim loại đó. Mà em sẽ lên cái loại đó. Máy về ở đây rồi mà anh này định lên cần. Ê, lên cái dòng máy này nè. Mai sẽ chi tiết máy cho anh em xem phần máy. Rồi xin chào anh em nha.